gia mùa là thời điểm thích hợp nhất để các loại bệnh truyền nhiễm lây lan. Bộ Y tế cho biết ca mắc sốt xuất huyết đang tăng tại nhiều địa phương, sớm hơn so với năm 2021 có thể bùng phát diện rộng. Bộ Y tế cho biết lý do sốt xuất, xuất huyết tăng mạnh là thời tiết thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển, tại các gia đình nhiều ổ bọ gậy loang quang không được xử lý, chỉ số mật độ mũi và bọ gậy vượt ngưỡng, một số nơi thiếu hóa chất, thiết bị dịch truyền cao phân tử phục vụ điều trị và phòng sốt xuất, xuất huyết nhân lực y tế dự phòng và điều trị chưa được tập huấn hoặc tập huấn lại về điều trị sốt xuất huyết do hai năm qua tập trung chống COVID-19, đặc biệt là ở cơ sở y tế tư nhân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong nước xuất hiện biến thể phụ BA.4 và BA.5 và người dân chủ quan phòng dịch, Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết và COVID-19 tiếp tục tăng trong thời gian tới, dịch bệnh có thể bùng phát diện rộng. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh triển khai mạnh mẽ chiến dịch vệ sinh môi trường, huy động toàn bộ người dân tham gia. Diệt bỏ gậy ngay trong tháng 7 và duy trì tần suất diệt một lần một tuần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai lần một tuần ở nơi có chỉ số mũi và bỏ gậy cao và mỗi tháng một lần với các khu vực còn lại. Bộ Y tế thống kê đến ngày 4 tháng 7, toàn quốc ghi nhận 92.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, 36 ca tử vong. Số mắc liên tục tăng cao, tập trung chủ yếu tại miền Nam và một số tỉnh thành khu vực miền Trung. Đặc biệt sốt xuất huyết có 3 giai đoạn, giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi. Luôn có một tỷ lệ nhất định các bệnh nhân sốt xuất huyết nặng có nguy cơ tử vong do sốt xuất huyết. Ngoài ra, những ca có tình trạng cảnh báo nặng mà không được xử trí kịp thời, bệnh nhân đến muộn cũng khiến bệnh có nguy cơ diễn biến nặng hơn dẫn đến tử vong. Bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết nặng thường do nguyên nhân giảm tiểu cầu trong máu ngoại biên, tăng tính thấm thành mạch, nhiễm trùng huyết, suy đạt tạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm, địa phương ghi nhận hàng chục nghìn ca sốt xuất, xuất huyết, trong đó khoảng 5 đến 10 trường hợp tử vong. Riêng năm nay, thành phố ghi nhận hơn 23.000 ca kể từ đầu năm, trong đó đã có 11 người tử vong, tăng 9 ca so với trung bình giai đoạn 2016 đến 2022. Nhiều bệnh viện tuyến cuối tại thành phố Hồ Chí Minh quá tải, phải kê thêm giường ở hành lang vì bệnh nhân nặng dồn dập vào viện. Sở Y tế thành phố ngày 9 tháng 7 kêu gọi người dân cùng truy tìm ổ dịch sốt xuất, xuất huyết, phản ánh những nơi có nhiều mũi bỏ gậy, nguy cơ tạo thành ổ dịch.